Quý vị và các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Trong video clip cho buổi tối ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2019, em vừa cập nhật về được một đôi loa đến từ đất nước Mỹ. Đó là một đôi loa Clip KLS-10. À quên, xin lỗi, một đôi loa Clip KG-4. Em cứ nhầm lẫn model các bác nhé, xin lỗi. Xin đọc lại cái model là đôi loa đến từ đất nước Mỹ, đôi loa Clip KG-4. Nói về cấu trúc của đôi loa này thì nó ở trước mặt nó sử dụng là hai cái loa bát có đường kính 20. Màng của nó là màng cắt tông kết hợp sợi thủy tinh tổng hợp, và gân của nó là gân cao su và một loa jack kèn. Ở đằng sau của đôi loa có một bát cộng hưởng, đó là bát cộng hưởng 30. Cái bát cộng hưởng 30 này nó sẽ cho ra một luồng âm thanh bát cực kỳ là sâu và rất đi xa. Thứ nhất là ấm và tiếng bát của nó luôn luôn đưa ra là đầy. Khi đánh ở trong căn phòng khoảng 3 đến 40 mét vuông, các bác cũng lúc nào cũng cảm thấy tiếng bát của nó rất là đầy đặn trong cái gian phòng của nhà mình. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị và các bác, các anh em hãy cùng đi đến sản phẩm này. Thứ nhất thì em sẽ đi đo cái thông số chiều cao của đôi loa này cho các bác, các anh em chúng ta nắm bắt được khi kích trong gian phòng của nhà mình. Thì đôi loa này có một cái chiều cao là 70/5. Các bác nhá, cao là 70/5. Và cái chiều rộng của đôi loa là 40/5. Và chiều sâu của đôi loa là 28/5. Rất là ok. Và đôi loa này nó sử dụng là loa thùng gỗ lạng màu vàng, đặc biệt đặc trưng của hãng Clip các bác nhá. Sử dụng thùng gỗ lạng màu vàng tuyệt đẹp. Và đây là trong tình trạng nguyên bản e căng. E căng của nó rất là lành nặn và còn nguyên bản luôn nhé các bác. Đó, e căng rất đẹp. Và lâm châm của cái em này nó là lâm châm hít, cho nên là các bác đang thấy em đang cậy rất là chắc luôn. Rất chắc luôn, gần như là không cậy được ra thì phải. Cái này phải lấy dao bẩy các bạn, hay là lấy một cái gì đó để bẩy ra. Và em sẽ để cái máy quay ở đây và sẽ bẩy, em sẽ bỏ cái chiếc e căng này ra. Do không chuẩn bị cho nên là cái em để cái thiết bị ở trong cái phòng của chỗ làm việc của em, nó hơi bị thiếu một chút. Và các bác đây này, em thấy lấy cái tô vít dẹp này em mới bẩy được cái căng nó ra. Và ngay bây giờ thì cái căng của nó đã được em bỏ ra rồi và sẽ để nó đây. Cái căng của nó sở hữu làm sao mà nó lại chắc, bởi vì là nó chắc cũng là do cái lâm châm này này. Đây, cái đây là cái lâm châm và ở cái e căng của nó có một cái chất liệu đó trang bị bằng lâm châm và sắt, cho nên chính là lâm châm và gặp sắt thì đúng là nó hít vào với nhau. Rất là chắc các bạn, rất là ok luôn. Đúng là lâm châm gặp sắt thì chỉ có dính vào nhau thôi. Và các bác đang được thấy một cái lo bát có đường kính 20, màng của nó là màng màu trắng sữa ngọc ngà, rất là đẹp luôn. Cái gân của nó là gân cao su ngược các bác nhé, nguyên zin nguyên bản. Đó, rất đẹp. Và cái thùng của nó trang bị ở cái mặt đằng trước này cũng rất là đẹp luôn, rất là hầm hố các bác thấy không? Ở chỗ này nó vừa vét một cái phào. Đó, các bác thấy không? Nó vét một cái phào ở đây, chạy bốn vòng quanh như thế này, vét một cái phào. Rất đẹp, đó là phào lõm vào trong. Và ngay bây giờ sẽ quay xa cái ở đằng sau cho anh em chúng ta nắm bắt được về cái loa bắt. Thì ở đằng sau của đôi loa, nó là một cái loa bát có đường kính 30. Màng của nó là màng giấy và gân của nó cũng là gân cao su ngược, lõm như thế này. Các bác nhé. Đó, tuyệt đẹp. Và cái dòng loa Clip thì nó trang bị một cái gân, cái loa bát cộng hưởng này, ở trong cái cụm từ của lón loa này. Nó có một cái cụm từ rất là to ở trong cái này. Đó, cụm từ ở trong cái rốn loa này, cụm từ bằng đồng, rất là to và nặng các bác nhé.
Chính vì thế cho nên là khi cái màng bát cộng hưởng này nó dao động lên thì nó sẽ cho ra một cái luồng âm thanh, đó là luồng âm thanh trầm. Nó khác loài với những cái dòng loa khác, đó là cái luồng trầm của nó đi ra thì nó rất là đầy đặn, các cảm giác là rất là đầy đặn và êm ái. Thứ nhất là đi xa và sâu nữa, cái tiếng bát. Và rồi một đôi loa Calip KG4. Dòng loa này được sản xuất tại nước Mỹ, dòng Calip không liên doanh hợp tác với nước thứ hai, sản xuất riêng đặc biệt cho dành riêng cho thị trường Mỹ các bác nha, sản xuất ở Mỹ. Đấy, và giờ dòng loa Calip này thì nó có một cái trở kháng là rất là cao. Đấy, rất là cao, toàn là trở kháng lên tới là 8 ohm và cái độ nhạy của nó là 93 dB, đi 93 dB. Và dòng này thì anh em chúng ta có thể nghe được đa thể loại nhạc và đồng thời chúng ta hát hò karaoke ở trên đôi loa này rất tuyệt vời. Hai cái loa bass 20 củ lâm châm rất to và khủng, đặc biệt nó sở hữu một loa chép kèn, tiếng rất hay và sáng. Và ngay bây giờ xin đi vào báo giá cho một sản phẩm đến từ đất nước Mỹ. Đôi loa này có một cái mức giá là 11 triệu đồng các bác nhé. Một đôi loa Calip KG4 có một cái mức giá là 11 triệu đồng. Còn các bác hãy đánh đôi loa này ra, đánh chữ Calip KG4 này ra, người ta bán toàn 14 đến 16 triệu đồng thôi. Em bán cho các bác với giá 11 triệu đồng. Đó. Rất là ok. Và nguồn phát là em Sony ZA5ES. Chiếc đầu này em giới thiệu từ ngày hôm qua hay hôm kia gì đó. Các bác vào xem video các bác cũng đã thuộc lòng lòng con đầu này rồi, không phải giới thiệu nhiều nữa, và giá của nó là 6 triệu 2. Và Omnitechnic siêu khủng SA5760, clip trước em đã giới thiệu kỹ lưỡng về em này. Công suất trong lòng Omni là 760W, size to hơn size 9090 và nặng hơn Omni 9090. Công suất 760W sử dụng duy nhất một nguồn điện, đó là điện Mỹ, và chiếc Omni này là chiếc Omni xuất vào thị trường Mỹ do Mỹ đặt hàng. Các bác nha, giá của chiếc Omni này không cần phải giới thiệu nhiều nữa và đẹp xuất sắc, đẹp một cách tỉ mỉ, đẹp trong cách hiếm, cực kỳ hiếm các bác nha. Và xin đi vào báo giá cho cái sản phẩm chiếc Omni Technic này là nó có tên là SA5760, 15 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Ngay bây giờ thì em xin kính mời quý vị và các anh em hãy cùng đi đến cái sản phẩm đôi loa Calip ghép với Omni Technic các bác nha. Và kính mời các bác cùng thẩm âm. Rất ok. Rất là tuyệt vời. Thank you.